Quyên đi chào các bạn. Rồi hôm nay Quyên đi sẽ chia sẻ cho các bạn cách chúng ta nhồi một cái bao cát. Đây các bạn, bao cát dài 1m2 đi xích. Đây, hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách nhồi. Đó, đầu tiên là nguyên vật liệu của chúng ta là có cái bao cát là đương nhiên rồi đúng không các bạn? Đó, bao cát là cái đầu tiên chúng ta phải có. Bao cát chắc chắn. Rồi cái tiếp theo yếu tố quan trọng là cái tấm mút này nè các bạn. Đó, tấm mút này dày 1 phân các bạn. Tấm mút này, mục đích tấm mút này để làm gì? Đây chúng ta quấn quanh tấm mút này lại. Đó, để chúng ta bỏ vào xung quanh cái bao cát để làm gì? Để giúp cái bao cát của chúng ta nó được thẳng đứng. Đó, nó không có bị thụt vào vô ra, nó phải thẳng đứng như thế này. Rồi, đó, và sau khi chúng ta đấm thì nó sẽ có cái độ tàn hồi lại. Đó, nên cái tấm mút này rất quan trọng các bạn. Đó. Bạn nào không biết tìm kiếm tấm mút ở đâu thì liên hệ mình đi để chia sẻ các bạn. Các bạn. Rồi. Đây và cái này chúng ta sẽ nhồi vải các bạn. Vải. Đây, vải mi đồ các bạn. À, rồi vải vào cái bao cát này. Chúng ta nhồi thật là dày, thật là cứng và nặng sẽ rất là ok. Đó, có một số bạn thì hỏi cái nó nhồi bao cái nó nhồi cát hay không. Cái vấn đề đó thì mình khuyên các bạn luôn, các bạn đừng không nên nhồi cát vào, bởi vì cái cát chúng ta khi chúng ta đá một thời gian thì ở phía trên này nó sẽ bị hỏng và phía dưới này nó dễ xuống, nó giống như cái cục đá luôn các bạn. Và các bạn sau đó các bạn đá rất là cứng và rất là dễ bị chấn thương. Cái thứ hai nữa, nó sẽ làm cho bao cát của chúng ta nó dễ bị hư hỏng đi. Đó, nên chúng ta không nên nhồi bao cát bằng cát. Đó, còn trường hợp các bạn nào mà muốn tăng cái thể lực, tăng cái đòn đá của chúng ta hơn nữa thì các bạn có thể nhồi một cưa hoặc là cao su chẳng hạn. Đó, nhưng mà mình khuyên các bạn chỉ cần nhồi vải là được rồi. Các bạn nhồi vải và các bạn muốn tăng cái thể lực của bạn, tăng cái đòn đá của bạn mạnh hơn nữa thì các bạn có thể sử dụng những cái bao to hơn, dài hơn và nặng hơn. Đó, lúc đó chúng ta đá sẽ chất lượng hơn. Đó, nó mình tăng mỗi lần level của chúng ta lên như vậy. Đó, chứ không cần phải nhồi cát đó các bạn. Rồi bây giờ là mình bắt đầu tiến hành nhồi bao cát, chỉ một mình thôi đủ nhồi được cái bao cát này, rất đơn giản các bạn. Rồi tiến hành nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn đá mà để cho cái chân của các bạn nó được cứng cáp hơn nữa thì các bạn có thể tập bao cát một thời gian, sau đó các bạn chuyển qua tập đá bằng cây mây. Đó, đá vào cái trụ mây. Nhồi bao cát nó sẽ rất là khó khăn hay là nó rườm rà như thế nào, nhưng mình cảm giác nhồi cát rất là đơn giản các bạn. Nó chỉ cần những nguyên vật liệu này và chúng ta có thể nhồi cát rất là thoải mái. Thank you.
nhớ giọng chỗ này chắc cứng lên nha các bạn. Cắt cho chúng ta nó được cứng hay không là cái công đoạn mà chúng ta chập nó xuống đó các bạn. Bye.
xíu nữa là chúng ta hoàn thành một cái bao cát 1m2 giấy xích sẵn trắng. Ghê quá. Rồi cái đống vải này lên vào thì cân nặng của nó cũng lên tầm 30-40kg luôn các bạn. Cao thì các bạn phải căng kỹ nha các bạn. Trên cái bàn chân này mà các bạn không kỹ thì các bạn nó có một cái lỗ hổng ở trên, thì các bạn đá một thời gian cái bao cát đi bãi thì nó sẽ bay lọt xả lên trên, thì sẽ không cho các bạn trên các bạn phải không tình xuyên rồi mà xuyên trong hết luôn mà ở trên luôn. Bạn ra cũng đòi một cái bao cát như thế này là các bạn lên, các bạn lên cao. Rồi bây giờ là các bạn theo mình treo bao cát và mình thử nghiệm luôn nha các bạn. Rồi. Rồi đây các bạn. Rồi bao cát lúc nãy mình ngồi sẵn đây, ngồi được đây. Bây giờ mình đã được treo lên trên này rồi, khi ra treo bao cát. Ở đây chỗ này là có cái móc mà mình để lạc móc đâu rồi mình cột nữa các bạn. Đó, giờ treo bao cát hồi nãy mình sẵn đây. Bây giờ mình đấm mình bét thử cái bao cát nó nhồi nó đẹp.
đẹp không? Nhìn thấy tròn rồi đúng không bạn? Em quay giúp anh. Nếu không đang lúc đó thì bạn liên hệ mình để lại cho. Rồi, chào tạm biệt các bạn, nhớ các bạn xem video này.